hai vị này thuộc môn phái Hàn Lãi Đường Chi Sư. Anh Phạm Gia Cổn hiện nay là phó chủ tịch của The World United Martial Arts Federation và chủ tịch của American Hapkido Federation. Anh có Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm 7 đẳng, Hapkido 8 đẳng, Taekwondo 4 đẳng. Là một người rất hoạt động, anh hiện mở khóa đường tại California và có chi nhánh tại Washington và Texas. Sau đây là màn trình diễn võ thuật tự vệ. Phạm Gia Sơn, đệ tử đảng Nguyên Đại.